Chiều ngày 9 tháng 8, Ủy ban nhân dân quận tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức chuyển đổi số dịch vụ công trực tuyến số hóa hồ sơ thủ tục hành chính quản trị cổng thông tin điện tử tới sự có đồng chí Nguyễn Phong Doanh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận. Tham dự tập huấn là các đồng chí lãnh đạo công chức được phân công tiếp nhận, thụ lý giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính các phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận, Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh Kiến An và Ủy ban nhân dân 10 phường thuộc quận, đoàn viên thanh niên các phường. Tại hội nghị, giảng viên Trung tâm Thông tin Truyền thông Sở Thông tin Truyền thông thành phố hướng dẫn các nội dung về số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính, việc vận hành hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, quy trình giải quyết thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến toàn trình và một phần, thanh toán trực tuyến, các phương thức khai thác thông tin thay thế sổ hộ khẩu. Cũng trong chương trình, các đại biểu được hướng dẫn cách quản trị cổng thông tin điện tử, các nội dung thông tin cần công khai, kỹ thuật quản trị, cách khai thác thông tin và các chức năng trên cổng hội nghị tập huấn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến quản trị cổng thông tin điện tử cho tất cả cán bộ công chức thành viên tổ công nghệ số cộng đồng các phường trên địa bàn quận từ đó nâng cao hiệu quả cải cách hành chính và việc khai thác cổng thông tin điện tử quận đáp ứng yêu cầu công tác cải cách hành chính đẩy mạnh chuyển đổi số vì sự hài lòng của người dân